Hello anh em. Đã là dân đi biển, đi ghe, đi tàu thì thấy máy to, máy mới rồi ai cũng mê anh em ạ. Mình đang ghe mình đang nó bị trục trặc máy móc á, mình vô đang làm ở tiệm máy. Mà thấy ông anh kia lưới cá cơm này anh mới tậu cái máy. Cái máy quá trời đã anh em ạ. Để mình coi ghe mình tìm hiểu cái máy gì nha. Quay chia sẻ một cái video ngắn cho anh em coi. Cái máy giờ quá quê luôn, quá đã, quá trời anh em ơi. Mình đi không có rành về máy móc nhiều anh em, mà hỏi thăm cái anh thợ nè, cô Mít Xu anh em ơi. Quá trớn. Quay cận cảnh luôn, quay cận cảnh luôn, quay sát sát luôn. Dạ dạ dạ. Quay hết luôn, trời. Quá trời. Máy này lọc lọc tập tôi lọc cái tôi chú quay tôi làm đó anh em, mà có nhu cầu lại đây tôi đặt nền cho đó. Rồi ok anh luôn. còn bọc em, nó còn bọc ở trong bọc anh em, chút nữa là mấy cẩu lên. Anh nói thăm anh thợ này, anh nói lòng tích bảy anh em ơi, cái lòng dữ thần lắm. Dân đi tàu, đi ghe, đi biển mà thấy máy, thấy ghe đồ đẹp là khoái anh em ơi. Ngộ vậy. Cái này mà lột cái vàng áo bọc nè, bảo vệ này ra cái là anh em dòm thấy nước sơn nó còn bóng lưỡng luôn. Quá phê. Ôi ôi nước sơn nữa kìa. Nhìn thấy lạnh lùng. Nào anh. À, cái này là cái thông số của cái máy luôn á hả? Đây anh em. Quá đã. Mê in da băng luôn. Trời ơi trời. Còn tem còn ấy nó bóng lưỡng. Nhìn thấy nó phê thì thôi nhé luôn. Công nhận đã thiệt. Dạ. Nó hai đều chưa? Dạ chưa. Hả? Hai góc đề luôn hả? Ừ hả? Ui, đã vậy? Mình xoay qua đây mình coi hai vụ hai góc đề anh em. Ủa vậy là nó, ôi nó hai góc đề luôn. Cái kiểu như là nó đề lượt hai con luôn anh. Hai con luôn. Đề lượt hai con luôn. Mới chạy nổi. Trời ơi. Ở dưới đây là một con nè anh em, trên đây một con nè, hai con cóc để dành khởi động máy á. Tù mà công nhận mấy cái đồ bự xài gì cũng thấy ớn được chứ. Trong mà đường nào giờ em chưa thấy mấy máy lớn kiểu vậy đâu. Thấy mấy kênh của anh em Từ Siêu đồ này kia cũng đi review máy chứ không có thấy tận mắt. Nói chung không được đi xa đi ấy như ổng. Còn trên đây là vàng vàng cục bô hả?
cái ống bô này anh em, chứ mà ống bô hai tấc mấy, chứ mà ống bô cả gan không không giáp. Ủa, thứ này phê thôi nhé. Ống co gì nó còn nguyên si luôn anh em, nhìn đá con mắt ha, quá phê. Ở đây nó có cái tem này, chắc cái tem của anh em nhập về đâu quá, công ty nhập này. Tấm hương. À rồi, tấm hương này cái kênh của con gì mới nói tự siêu nó ưa review cái là trên mua cho tấm hương trên An Lạc hay gì nè. Dạ, cái kênh cái công ty này của tự siêu nó ưa review nè. Đây nè. Ở cái tem nó còn mới tinh, mới ken luôn. Cái này chắc nó để cái cảnh báo này nè, cảnh báo là ngay chỗ này có dây câu rò nè. Kiểu như cảnh báo là không có được tay chân rồi, không lại gần đó là cẩn thận vậy đó. Thu, mấy anh Nhật này cũng chơi dữ quá, kỹ lưỡng quá ha. Rồi vậy là biết cái vụ anh Tấm, anh Tấm Hương nè. Anh em thấy mà để lên em nói là anh em còn phải chuẩn bị cẩu đồ lại nữa không? Đó. Mình đang ở Khánh Hội anh em, mình đang ở tiệm máy của anh Thanh Trúc, một trong những cái tiệm máy mà lớn nhất ở đây anh em. Ở đây thì anh Trúc anh em làm việc này cũng ở đây cũng mười mấy năm hơn rồi đó. Rồi biết anh Trúc anh làm mà chuyên môn làm máy lớn không anh em? Ghe của mình thì cũng đang bị trục trặc trục đỉnh cái hệ thống mà lọc, hệ thống giải nhiệt á, đang làm hai anh thợ của anh Trúc đang làm ở dưới. Còn ở đây là cái hộp số anh em, hỏi thăm cái ông anh, hỏi thăm ông anh thì ông nói là cái hộp số này 4 tua. Đó, mình lên, cũng có trong ngoài luôn. Ngồi trong, cũng ngoài có luôn. Tìm hiểu hỏi thăm anh là tại vì mình làm nghề lưới cá cơm á anh em, cần cái độ chạy nó lẹ, thành ra là hộp số nhỏ tua, hộp số 4 tua thì chạy nó lẹ nó giọt, còn nếu mà anh em mà gắn dây cào thì phải hộp số bự hơn, nó mạnh hơn. Em thì em cao 1m72 anh em. Nói chung tính 1m7 cho anh dễ. Đó, đứng đó. Đứng ở dưới chân em là có thêm một cái lớp lưới nữa. Nếu mà đứng thẳng tăng luôn đó thì chắc cũng cao hơn cái máy này nhiều anh em ơi. Quá trời. Đó là chiếc này, chiếc ghe này là có thằng Tâm thôi, còn chiếc mà đặt máy này bự hơn gấp đôi. Quay này biết nhiêu like cái ổng biết được biết nhiêu tiền rồi. Ông quay ông hàng ổng lên biết nhiêu tiền đó. Để cái máy cái hộp số cái chiếc ghe lúng cái mũi xuống luôn này, khẩm cái mũi xuống. Lấy cho cái máy đầu của máy cũ kìa. Đầu máy cũ. Để cái máy không mà lúng mũi. Làm nghề lưới cá cơm anh em. Chiếc này là chiếc hỏi thăm ông anh thì chiếc nhỏ, mua cái máy này để gắn chiếc ga kia bự hơn. Chứ không phải chiếc này. Mành pha cá cơm. Mành pha.
nó chụp với cái đèn đó là nó mới nổi cái cơm luôn. Nãy em hỏi cái thằng em trẻ đứng đây nè, cao cao mấy 500 vít, 500 củ. Không ai chạy hết xong rồi ba. 500 củ hả anh em à? Nửa tỷ. Trời ơi, lột trần em nói ra coi em nó phê chưa anh em ơi. Có bóng lửng rồi anh em. Anh em đang cẩu hộp số lên trước. Ra giờ mình thấy này rồi đậu giống té luôn, không chưa chơi đâu à. À, chỗ con heo con cũng mới chát rồi. Bóng lưỡng ha. Cái chỗ con heo à. Quay sau quay. Xanh giờ luôn rồi mọi người. Không phải tật đi ghe đi cộ mà thấy máy thấy ghe đẹp là phái à. Đi chứ. Cục này nửa tỷ anh em ha. Nửa tỷ. Mà mình chỉnh này được luôn hả? Dạ. Ừ. Nó qua điện trận đi. Kệ cái chiếc ghe nó nổi lên, gạo cái ghe nổi lên giật giật luôn rồi nè. Cẩu cong cong luôn. Cong cẩu. Phải chế cái cẩu lại cho em ha. Em nó nặng quá. Quá trớn. Bơm nước cái ghe đặng cho nó dằn nó mũi xuống nữa chứ không thôi cẩu cái nó nổi lên á. Nặng nề ghê. Em nó to quá mà.
ra móc cho nó quay ngang qua cái anh tập. Quá trời. Quá trời cái máy. Còn rọc chết khói luôn. Chuyển đồ rắc rắc luôn. Quá trình là lên em nó thuê anh em nặng nha, làm đi cẩu hai lần luôn á, mấy cẩu nổi em nó lên. Tại cái video ngắn này thì vô tình em gặp được cái cảnh anh ghe lưới chụp mành này, ảnh mới đem em Isuzu lòng một tấp bảy về anh em ạ. Anh em ạ, quá khuê em mà thấy máy lớn ghe lớn lại một khoái. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong những cái video sau nha.